Hòa Thái Lan, Indonesia nguy cơ dừng bước ngay vòng bảng AFF Cup. Trận hòa Thái Lan trên chảo lửa Gelora Bung Karno chiều ngày 29 tháng 12 có thể khiến Indonesia bị loại ngay vòng bảng AFF Cup 2022. Được chơi trên chảo lửa Gelora Bung Karno và trước 50.000 cổ động viên nhà, nhưng Indonesia chỉ có được trận hòa 1-1 trước Thái Lan. Có thể xem đây là trận hòa như thua của thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong bởi họ đã nắm mọi lợi thế trong tay, bao gồm cả sự cuồng nhiệt trên các khán đài. Indonesia còn dẫn bàn trước sau khi Mark Lok thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 49 tới phút 62. Họ còn thi đấu hơn người khi Sanrawat Dimitri của Thái Lan nhận thẻ đỏ phải rời sân. Thế nhưng, điều đáng tiếc là Indonesia không thể giữ được lợi thế. Họ để Sarek Iuensan bằng tỷ số ở phút 79 và chấp nhận kết quả hòa 1-1. Kết quả trên đồng nghĩa gần 7 năm qua, Indonesia chưa được hưởng niềm vui chiến thắng trước Thái Lan. Thống kê cho thấy, lần gần nhất đội bóng xứ Vạn Đảo hạ gục Voi Chiến là chiến thắng 2-1 vào năm 2016. Trận hòa 1-1 khi đã nắm trong tay thiên thời, địa lợi, nhân hòa chiều ngày 29 tháng 12. Còn khiến Indonesia đối diện với nguy cơ bị loại ngay vòng bảng AFF Cup 2022. Thực tế, dù cùng có 7 điểm như Thái Lan nhưng Indonesia xếp sau khi kém về hiệu số bàn thắng bại. Vì vậy, Campuchia sau chiến thắng đậm 5-1 trước Brunei trong trận đấu vừa kết thúc có thể cản đường Indonesia tiến vào bán kết. Tuy nhiên, Campuchia sẽ phải chiến đấu hết sức mình, cộng thêm yếu tố may mắn mới có thể tạo nên điều bất ngờ. Nguyên do bởi lượt trận thứ 4 họ sẽ phải hành quân đến sân Thammasat để làm khách của Thái Lan. Campuchia sẽ chỉ đi tiếp nếu đánh bại Thái Lan và khi đó họ sẽ xếp đầu bảng A trên cả đoàn quân của Manopon King lẫn Shin Tae-yong. Kịch bản lúc đó cũng hết sức phức tạp và Thái Lan sẽ bị loại nếu Indonesia đánh bại Philippines ở trận đấu diễn ra cùng giờ, 19 giờ 30 phút chiều mùng 2 tháng 1 năm 2023. Indonesia sẽ bị loại nếu thua Philippines và Campuchia thắng Thái Lan với cách biệt một bàn.